Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị đến với khu vực đường Vành Đai 2 của Hà Nội. Tuyến đường nối từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở để theo dõi những cái hình ảnh về cái công trường của cái dự án xây dựng cái tuyến đường Vành Đai 2 này, mở rộng cái đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở. Những hình ảnh được cập nhật nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thì nói về cái tuyến đường từ cầu Vĩnh Tuy mà nối dài theo cái đường Minh Khai, Trường Chinh đến ngã Tư Sở là nó đi qua tổng cộng là 4 quận, là quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân. Và đây là một trong những cái tuyến đường mà nó chịu cái áp lực giao thông lớn nhất của Hà Nội. Một phần cũng là do cái mật độ dân cư trong cái khu vực này khá là đông. Đặc biệt là ở hai bên cái tuyến đường thì cái mật độ nhà rất là lớn. Trong khi thì cái lòng đường thì lại rất là nhỏ hẹp và nó có nhiều các cái nút thắt không đồng đều, không đáp ứng được cái nhu cầu lưu lượng giao thông thực tế. Mặt khác thì từ khi mà cầu Vĩnh Tuy được xây dựng lên thì cái lưu lượng giao thông mà từ phía Long Biên, Gia Lâm, tức là từ phía đông của thủ đô ra vào nội thành này, qua cái tuyến đường này thì nó gia tăng rất là nhanh. Đấy, bởi vì là cái cầu Vĩnh Tuy nó giảm áp lực cho cầu Trương Dương nên là cái lượng xe nó qua đây rất là nhiều. Và cái áp lực lớn nó khiến cho cái khả năng mà đáp ứng cái lưu thông qua lại nó không đáp ứng được, khiến cho cái tuyến đường mà từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở nó thường xuyên rơi vào cái cảnh là ùn tắc giao thông nặng nề, và đặc biệt là vào các cái giờ cao điểm. Trên cái tuyến đường này thì lại rất là nhiều các cái nút cổ chai nên là nó ùn tắc rất là nhiều. Những cái điểm ùn tắc cục bộ nó dồn lại nhưng cuối cùng là thành ùn tắc cả cái tuyến đường rất là lớn. Thì các chuyên gia cũng cho rằng là cái tuyến đường Vành Đai 2 đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở này nó có cái vai trò rất là quan trọng với cái hướng lưu thông từ phía đông thành phố vào khu vực trung tâm, và nó kết nối một cái trục đường chính khác như là đường Giải Phóng quốc lộ 1, đường Nguyễn Trãi quốc lộ 6. Và chừng nào tuyến đường này mà còn chưa được mở rộng thì đây nó còn làm cái nút thắt mà ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ cái mạng lưới giao thông của thủ đô. Nó là đường Vành Đai mà. Và cái dự án xây dựng cái đường Vành Đai đoạn Vĩnh Tuy ngã Tư Sở đã được Hà Nội nghiên cứu triển khai từ năm 2012. Nhưng mà tuy nhiên thì đã có nhiều các cái vướng mắc khó khăn, đặc biệt là về cái nguồn vốn đầu tư rồi công tác giải phóng mặt bằng. Thế nên là cái dự án này nó lùi lại mãi cho đến tận tháng 4 năm 2018 thì mới chính thức khởi công. Và cái dự án này là nó bao gồm cả cái tuyến đường trên cao từ Vĩnh Tuy ngã Tư Sở, nó kết hợp với mở rộng theo cái quy hoạch ở cái phần đường dưới thấp. Đấy, tức là làm mở rộng cả phần dưới thấp và xây thêm cả cái đoạn đường trên cao nữa. Đấy. Đoạn này là sẽ xây từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng. Và cái đoạn tuyến đi bằng là nó sẽ có chiều dài khoảng 3 km. Điểm đầu thì kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã Tư Vọng, chỗ gần trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau khi hoàn thành thì cái tuyến đường Minh Khai hiện nay thì nó đang rất là nhỏ hẹp và nó sẽ được mở rộng ra đến khoảng 63 đến 65 mét gì đó. Đấy, khoảng cỡ đấy. Cái mặt cắt ngang của đường nó sẽ mở rộng ra như thế. Và nó sẽ có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Và vỉa hè của mỗi bên nó rộng từ 4 đến 6 mét. Đấy. Tức là nó nới rộng ra rất là nhiều. Và cái giải phân cách giữa của nó sẽ rộng là 4 mét. Nó sẽ dùng làm cái nơi để bố trí các cái trụ bê tông làm cái đường Vành Đai 2 trên cao. Thì cái đoạn tuyến Vành Đai 2 trên cao nó có cái điểm đầu là tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với cả nút giao ngã Tư Sở. Và phía đường Trường Chinh, đường ngã Tư Sở, đường Trường Chinh. Và tổng chiều dài đoạn tuyến mà này là nó xấp xỉ 5,1 km, với các cái hạng mục
như là cầu chính, bề mặt của nó, bề mặt cắt ngang nó sẽ rộng cỡ khoảng 19 mét, và cái cầu dẫn lên bề rộng nó khoảng 7 mét, và các cái nhánh dẫn mà kết nối với cái đường bên dưới nó sẽ được bố trí ở tại ba cái vị trí là cầu Vĩnh Tuy, ngã Tư Vọng và ngã Tư Sở. Đấy, như vậy là nó sẽ nằm ở ba cái vị trí ở đầu tuyến, giữa tuyến và cuối tuyến của cái phân đoạn này. Và cái dự án này nó được thực hiện theo cái hình thức là hợp tác công tư, loại hợp đồng là BT. Đấy, cái tổng vốn của nó là rơi vào khoảng gần 10.000 tỷ đồng, và trong đó thì có đến phân nửa là chi cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Và cái dự án này đã được chấp thuận rồi, đã được chính thức phê duyệt rồi, hiện nay đang triển khai thi công phần trên cao nằm ở đoạn đường Trường Chinh. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn ở trên hình ảnh trên màn hình là chính là những cái hình ảnh cập nhật nhất hiện nay ở công trường này đang thi công những cái phần đường ở trên cao. Các cái trụ bê tông đang được xây dựng và hết sức khẩn trương, và cái tiến độ cho thấy là khởi công chính thức từ tháng 4 năm 2018 cho đến nay được khoảng nửa năm. Đấy, hiện nay là tháng gần cuối năm rồi và đã thi công được nửa năm rồi. Thì đã bắt đầu nhìn thấy hình hài của những cái trụ bê tông, và chỉ một thời gian nữa thôi thì cái những cái phần đường ở trên cao sẽ được thi công nốt, và hy vọng là sẽ có những các cái nó sẽ giải phóng được những cái lưu lượng giao thông rất là lớn ở trên cái tuyến đường vành đai 2 này. Thì có thể tóm tắt qua là phân đoạn này thì là cái đoạn mà từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy. Đấy, tức là nửa phía đông của dự án này. Đấy, như đã nói ở trên là nó rộng, nó dài khoảng 3 km. Đấy, và rộng là gần 65 m. Vốn đầu tư của nó đã rơi vào khoảng 5.000 tỷ rồi, và cái lượng dân mà phải giải phóng ra khỏi cái khu vực dự án này nó lên tới khoảng 3.400 hộ dân. Và cái dự kiến là cái thời gian mà thi công ở cái phân đoạn này nó rơi vào khoảng 48 tháng, tức là dự kiến là đến khoảng sau năm 2020 thì mới có thể hoàn thành được. Còn cái đoạn mà từ ngã tư sở về, đoạn này đang làm cái đoạn đường trên cao này, nó sẽ ra được một cái đoạn đường mà cho phép cái tốc độ tối đa là được 80 km/h, tức là cái đoạn ở trên cao này. Trên đó thì nó sẽ là cái phần đường là sẽ có 4 làn xe chạy 2 chiều, và thêm 2 cái làn là dành cho xe dừng khẩn cấp. Thì nó hy vọng là nó sẽ đáp ứng được cái lưu lượng giao thông ở trên cái tuyến đường này. Như vậy chúng ta có thể hình dung ra là ở phần dưới, đường dưới này đã có 6 làn xe rồi. Đấy, 6 làn xe cơ giới chạy rồi. Ở trên lại thêm 4 làn xe cơ giới chạy. Đấy, như vậy là tổng cộng là sẽ có 10 làn. Đấy, trên cái tuyến đường này 10 làn xe cơ giới cùng chạy theo cái hướng dọc cái trục vành đai 2 này. Như vậy là cái lưu lượng giao thông cũng sẽ đáp ứng được cái lưu lượng giao thông cũng sẽ khá là tốt. Đấy, và quý vị và các bạn nhìn những cái hình ảnh cập nhật nhất này thì hy vọng là sẽ được sớm chứng kiến cái hình ảnh mà công trình được đưa vào sử dụng. Trên đây chính là những cái hình ảnh mà đã được Minh Hải TV cập nhật nhất. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Minh Hải TV xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục nhận được những video mới nhất của Minh Hải TV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.